khoảng thời gian em học đại học á, mẹ em là mày đi đâu mày đi phải về nhà trước 9 giờ. Thứ hai á, là trong lúc đó thì em muốn học thôi chứ em không có muốn tập trung vô cái chuyện yêu đương nữa. Hồi đó giờ có bạn trai nào nắm tay chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Trời đất ơi, vậy em... Thôi đừng thử. Không á. Bây giờ hỏi nè, em có cảm giác là em thích con trai không? Dạ thầy. À, người ta đi làm mình đi chơi, còn người ta đi chơi mình đi làm, ấy là vậy á. Ý muốn nói là cái gì? Bạn này bạn chơi cái gì á? Mình hỏi. Ấy là hỏi người ta đi làm thì mình không có đi làm thì mình đi chơi. Còn người ta đi chơi thì mình phải đi làm, tới tiết dạy thì mình phải đi làm. Ý mình là bạn chơi cái gì? Dạ. Bạn thích chơi cái gì? Đó. Để giải thích cho. Rồi, ngồi đi em trai. Xin được mời nhà gái. Trời, dễ thương quá. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả. Chào chị Ngọc Lan và bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Thạch Trúc. Năm nay mình sinh năm 1995. Nghề nghiệp hiện tại của mình là kỹ sư xây dựng. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và quý khán giả đang trong trường quay này. Thì em giới thiệu là em tên là Phan Thị Ngọc Nương. Và năm nay nghề nghiệp của em đang là giáo viên dạy tiếng Anh. Và em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 24 tuổi chị. Em nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của em cho nhà gái nghe đi Trúc. Dạ, ưu điểm của em là em thích thể thao. Thể thao. Thích bắn cung, thích du lịch, thích cắm trại. Bởi vậy em rất là hay tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng mà mấy năm nay thì em ít đi nữa. Do em đi làm nhiều thì thời sinh viên em hay đi. Em thì không có uống rượu bia gì nhiều lắm. Mặc dù ở trên xây dựng, do công việc của em thì công ty của em hơi giống ăn chay. Bởi vậy nó không có nhậu nhẹt gì mấy, chả có uống rượu gì mấy. Khuyết điểm gì không? Tuy em cũng 26-27 nhưng mà em vẫn thích đọc truyện tranh. Tại vì nhiều khi nó hơi tốn thời gian một xíu. Nghiện truyện tranh cũng là một vấn đề đó. Thật sự ra bạn nhìn nhận đó là khuyết điểm của bạn thì cũng rất là đáng mừng á. Nên là nghiện truyện tranh là điểm mạnh thôi, đó trò chơi lành mạnh. Lành mạnh nhưng mà chúng ta cứ dán mắt vào trong cái cuốn truyện từ sáng đến chiều theo cái chất là gọi là nghiện á thì nó rất là không có tốt. Còn hơn đi chơi. Thì biết là như vậy rồi, nhưng mà không lẽ bây giờ có bồ thì người ta nhìn bồ đi, người ta đọc bồ đi chứ. Ủa? Đọc truyện tranh hoài đâu tôi nữa. Tôi nhìn bồ chút xíu tôi nhìn tranh. Gì vậy? Xin chào. Chào chị. Làm gì quạo nhà trai người ta. Dễ thương quá. Dễ thương. Hết quạo luôn. Vậy thôi, mấy người ta có bồ người ta rủ bồ đọc luôn. Cũng được. Hợp lý không? Cũng được. Chưa chắc bồ thích. À để hỏi mình. Mình thích xem phim, mình thích coi chuyện. Có không chị? Đó. Nói chung là có người đọc chuyện chung mà đỡ cô đơn nha. Thì hồi đó chị thích đọc Đường Dẫn Đến Khung Thành lắm. Em không biết chuyện đó. Em chỉ đọc Quan Ti với lại Hiệp Bắc Giang Hồ thôi. Không có cùng thế hệ gì. Vậy là không hợp rồi. Rồi. Một ngày em dành bao nhiêu thời gian để đọc? Em chỉ đọc cuối tuần thôi, tại vì nó chỉ ra vào cuối tuần thôi mà. Đúng rồi, bình thường. Vậy là không có nghiện nha. Đúng rồi, không có nghiện. Thì đọc vẫn theo chu kỳ. Vậy là không có nghiện, nghiện là cuối tối ngày ôi không chuyện đi đâu không lòng, đi đâu không đọc vậy nè, này mới là nghiện. Rồi thôi, nói chung là chị Lan khẳng định cái này không phải là khuyết điểm, cái này nó cũng là trung bình điểm thôi. Với lại một khuyết điểm nữa của em là em hay hiểu sai ý người à. Khác. Em trao đổi với ai đó thì mọi chuyện phải rõ ràng một xíu em mới hiểu. Chứ nói kiểu mà hơi mập mờ là em không hiểu lúc đấy là dễ quạo đó. Em hay hiểu sai, có khi nào hiểu sai ý bạn gái không? Nó cái chết của em đây. Nó cái chết của em đây. Hiểu sai ý bạn gái. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm nhà gái là cái gì? Dạ thì ưu điểm của em là vui tính hòa đồng. Tại vì mình là giáo viên mà mình không vui tính hòa đồng thì ai học môn mình nữa. Cũng có hơi đúng giờ đi xíu quá chị. Rồi gì nữa? Còn cái khuyết điểm của em thì em nấu ăn. Không phải em nấu ăn dở, mà tại vì em thích ăn lại. Bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Còn cái thứ hai nữa là em hơi bị truyền thống và ít khi thay đổi với chị. Nên có người nói em mày lì lắm. Mà bên đó là truyền thống là tốt nữa mà. Đúng không trai? Dạ em không? Thích gái truyền thống không? Dạ thích, em cũng thích ăn lạt luôn. Em nấu nhạt và nhạt phèo ăn... À, hai bạn này hợp nhau quá. Đúng rồi, hợp nhau mà ăn lạt thì đỡ có lên huyết áp. Đường tình duyên của nhà gái sao? Nào giờ em chưa có ai hết á, anh Quyền Linh ơi. Trời ơi, dễ thương gì chưa có ai hả? Tại vì trong cái khoảng thời gian em học đại học á,
mẹ em là mày đi đâu mày đi phải về nhà trước 9 giờ. Thứ hai á, là trong lúc đó thì em muốn học thôi chứ em không có muốn tập trung vô cái chuyện yêu đương nữa. Cái sau này khi em mà ra trường xong á thì em muốn cho bản thân em 2 năm để em biết có em thích công việc nào, thì từ đó thì em cảm thấy hạnh phúc hơn thì em mới khiến người ta hạnh phúc được. Được hết 2 năm đó chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi. Anh Quyền Linh vừa qua cái em bé nó rung. Rung hả? Hồi đó giờ có bạn trai nào nắm tay chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Trời đất ơi, vậy em... Thôi đừng thử. Không có. Bây giờ hỏi nè, em có cảm giác là em thích con trai không? Dạ thì... Ủa hỏi câu gì lạ lùng vậy? Phải hỏi, bây giờ thế giới cũng kỳ lạ lắm. Hồi trước giờ em có rung động với một người bạn nào chưa? Dạ chưa đó chị ơi, em chỉ rung động với sắp thôi. Chứ em bạn này trai thì em không để ý tới. Thấy chưa, chưa rung động với con trai. Mày có rung động với con gái không? Dạ càng không. Trái vậy tim, được. Trái tim chưa lỗi nhịp bao tại giờ. Tại sao lại Linh qua đây rung là sao? Dạ tại vì do lần đầu tiên em tham gia chương trình á. Đâu có ai tham gia lần thứ hai đâu. Thôi nói cho vui chứ thật ra là em gái rất là dễ thương nha. Dạ. Khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mạnh tình dắt dai, tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hên lắm á Trúc. Còn sao? Đường tình duyên sao nói cho bà Mai bà nghe coi. Em có một mối tình, em kéo dài 3 năm. Cái nguyên nhân chia tay á, cái bạn đấy thì đi học một thời gian khá là dài, thì xa mặt cắt lòng rồi chia tay thôi. Bây giờ xa nữa, một lần nữa xa đó. Xa hơn nữa. Mà bạn kia thì bữa trước là ở Bình Dương. Nói chung nó cũng hai mé mé vậy nè. Vậy giờ sao? Giờ thì em sắp xếp công việc rồi, nên muốn nên lên đây thôi. Rồi, bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối bà nghe luôn đi. Đầu tiên về ngoại hình thì bạn đấy cao khoảng chừng 1.5m đến 1.65m. Hơn. Khuôn mặt dễ nhìn. Dễ thương luôn. Dễ thương lắm luôn. Biết nấu ăn thì cũng là một lợi thế, nhưng mà em lại hay ăn kiểu mà nhẹ nhàng. Bởi vậy thực sự là cái nào nhiều gia vị của em cũng không thích. Nhà em cũng ăn như vậy luôn. Rồi vậy là quá hợp rồi. Đúng rồi. Nếu mà bạn đấy thích các hoạt động như là dã ngoại, đám cưới hay bắn cung thì càng tốt. Tại vì em hay đi cái đấy và mỗi năm em đi cắm trại khoảng 4 ngày đến 1 tuần. Cái này thì chắc tí em phải tự hỏi rồi, tại vì bạn này là từ nhỏ tới lớn là chỉ có học. Nếu bạn đấy biết khiêu vũ thì cũng càng tốt, em rất thích khiêu vũ. Vậy là biết khiêu vũ đúng không? Từng học nhưng mà lâu lắm rồi không nhảy, nhưng mà rồi vẫn thích. Đây, bên đây là ông thầy khiêu vũ. Một chút nữa là hai bạn sẽ phối hợp với nhau để tặng cho khán giả một cái tiết mục. Thôi chị ạ. Sao vậy? Đột xuất quá. Không, được hết á. Mình đàn ông mà. Đàn ông hồi ôm nhau nhảy xì lô hả? Kệ. Kệ. Chỉ có đàn ông mới đem hạnh phúc cho nhau thôi. Rồi thôi chuyện đó chút đến. Bây giờ mình có cái điểm gì mà mình không thích ở cái người bạn gái không? Em không thích những bạn mà khi mà ngoài giờ làm việc thì mình nên dành thời gian rèn luyện thân thể, hoặc là có một sở thích nào đó mà lành mạnh như là thể thao hay là nọ. Chứ em không thích mà ngoài giờ làm việc về nhà cái bấm điện thoại coi tivi hoài. Nghĩa là bây giờ em thích một người bạn gái cũng thích thể thao giống em, hai đứa sau giờ làm việc về nhà cùng nhau nấu ăn rồi tập luyện. Dạ. Thật ra cô gái bên kia rất là dễ thương. Nếu như em muốn cái gì thì cô ấy cũng sẽ chiều đó. Vấn đề là em có thương người ta thật lòng hay không. Rồi bây giờ nhà trai hãy lắng nghe những cái tiêu chí chọn bạn trai của nhà gái nè. Em tới với chương trình thì em mong muốn kiếm được một bạn trai là cao 1m7 cho lên. Tại vì thật sự là em 1m63 rồi, có công việc nghề nghiệp ổn định và bạn nó dịu dàng, chu đáo. Bên kia có dịu dàng không cưng ơi? Thật sự là cái môn thể thao của mình chơi là bắn cung, bởi vậy nó phải ở mức độ bình tĩnh nhất có thể mình mới bắn được. Chứ chỉ cần mình dao động một phát là bắn là không thể chính xác nổi. Thật ra thì tiêu chí của hai bạn nó cũng rất là đơn giản. Chị nghĩ là hai bạn có thể đáp ứng được cho nhau. Em đi với ai vậy bé? Dạ em đi với bạn chị. Dạ em chào anh chị ạ. Em có một câu hỏi dành cho bạn nam mà nếu có thể thì tới hôn nhân á, thì sau này anh có thể ở đây hay là ở dưới Vũng Tàu? Thật sự là khả năng bạn phải về Vũng Tàu khá là cao, tại vì hiện tại là nhà của mình ở dưới đấy rồi. Em muốn hỏi là độ mặn của anh thế nào, tại vì bạn em nó rất là nhạt.
nhạt lắm. Thật sự là mình cũng bị che nhạt hoài rồi. Như mặt thì tùy khẩu vị thôi chứ thật sự. Ý là mình cách nói chuyện luôn. Phong cách á. À, phong cách á. Không, mình không nói chuyện hoa mỹ đâu. Mình nói là thẳng vô vấn đề trực tiếp luôn. Tức là nó hơi thẳng, hơi thẳng thà thẳng á. Tính mình là yếu tố hài hước này kia đó. À, hài hước à. Sôi nổi này kia đó. Hài hước luôn, chính xác vậy. Nó nhạt đó, lâu lâu là nó nói chuyện sọc ra vài câu thì nó vui. Nó hơi ngốc một tí á chị. Trời, ngốc tí nó cũng vui em. Chỉ vậy, nó rất là chăm chỉ. Nhưng mà lý do sao mà cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Do ngốc với anh, với nhạt. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu á. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Anh trai, Trúc đi với ai? Em đi với anh rể ạ. Thì ở nhà thì Trúc nó cũng nhút nhát lắm. Chủ yếu là tập trung vào công việc là chính thôi. Dạ. Còn em nó cũng tham gia mấy hoạt động xã hội là chính, chứ còn đi giao lưu ăn nhậu thì hay là đi chơi bời thì không có. Dạ. Nên nhiều khi kiến thức xã hội cũng thật sự cũng không được nhiều. Bạn gái cứ yên tâm, Trúc là một người đàng hoàng mà vui tính, dễ hòa đồng. Dạ. Không có vấn đề gì hết. Nhà gái thì nói chung là cũng ổn, không vấn đề gì hết. Còn quyết định cuối cùng là của em mình thôi, mình chỉ tham gia ý kiến nhẹ nhàng vậy thôi. Nói chung là hai bạn không có vấn đề gì hết. Gặp nhau nó có thể có vấn đề nha. Rồi, mở rào. Nói sao cho nó ra vấn đề nha. Nào, cố gắng lên Trúc. Ta tặng quà và nhận quà nào. Xin cảm ơn. Dạ, đến với chương trình thì lần đầu gặp mặt, mình có một phần quà cho tặng bạn. Đây là sản phẩm của công ty mình làm. Đây, đây là một ông nhà sản xuất quần nghệ. Còn cái này tặng chị. Ôi, chị cũng có quà hả? Dạ vâng. Chị cảm ơn em. Dạ, không có gì. Cảm ơn em. Chương trình thì em cũng gửi tặng lại anh một cái áo quà sơ mi. Hy vọng anh mặc vừa nó. À, sau cái giờ mà bạn đi làm ấy, thì bạn hay có những hoạt động gì? Để thì giờ thì hiện tại là mình dạy tiếng Anh cho trung tâm thôi. Nên buổi sáng thì mình rảnh. Là người ta đi làm mình đi chơi, còn người ta đi chơi mình đi làm, ấy là vậy á. Thì ý muốn nói là cái gì? Bạn này bạn chơi cái gì á? Ấy là người ta đi làm thì mình không có đi làm thì mình đi chơi. Còn người ta đi chơi thì mình phải đi làm, tới tiết dạy thì mình phải đi làm. Ý mình là bạn chơi cái gì? Dạ. Bạn thích chơi cái gì? Đó. Để giải thích cho. Bên này á, rất là thích một cái người phụ nữ sau giờ làm là có những cái hoạt động về thể thao, về thể chất. Nó kiểu kiểu vậy á, thì ý bạn này hỏi là em có chơi cái môn thể thao nào hay không? Sao giờ làm? Em, cái gì cũng được, mẹ gì cũng được. Đó. Thể thao thì em ít chơi. Vậy mỗi lần mình đi làm về mình làm cái gì? Đó. Ngủ chơi, làm về mệt luôn ngủ chơi. Rồi trước cái giờ đi làm mình làm cái gì? Soạn bài, soạn bài. Tại vì nào giờ là mình cũng ít đi chơi, không có đi chơi nhiều. Bạn hỏi mình chơi cái gì là mình cũng biết mình đi đâu chơi luôn á. Thì thật sự mặc dù là từ nhỏ tới giờ mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nói thiệt là bạn kêu mình xách cái xe ra quận 1, mình không biết đường đi cũng không biết đường về. Mình nói thiệt là vậy á. Thật sự là mình, cái lúc mình mới lên đây mình đi trên chương trình á, mình cũng đặt đường mình đâu biết tường đâu. Tuy ngày xưa mình học trên này nhưng mà cũng chỉ biết ở khu vực ngoại đô là Thủ Đức. Tại ngày xưa mình học sinh vật kỹ thuật thì ít khi vô đây á. Giờ vô đây giờ mình lạc đường như chơi luôn đó. Vậy bạn có thích đi du lịch này kia không? Đi du lịch thì đi cùng bạn thì thích, mà đi một mình thì thôi ở nhà xuống không. Điều này giống mình cũng không thích đi một mình lắm. Nhưng mà lâu lâu mình trái gió, mình tự xách xe mình đi thôi. Cái thời mà còn đi học là gia đình của bạn không cho bạn về quê luôn phải không? Và cũng không được quen ai luôn phải không? Thời đi học là lúc đại học á. Thì làm gì làm phải về nhà trước 9 giờ. Nên nó cũng hơi bất tiện tí xíu. Với lại cái thời đó là mình chưa có biết chạy xe. Đi đâu là bạn chở đi, bạn chở về không mà, nên cũng hơi khó cho người ta. Vậy là bạn cũng... Chờ ta. Có gì cả không? Khó tưởng. Nè, để chị... Hỏi gì luôn hả? Chị phân tích về cô gái của chị cho em nghe. Đây là một cô gái đúng nghĩa là
đoan trang, thùy mị, nết na, đoan chính từ hồi nhỏ tới lớn, không biết cái gì về thế giới bên ngoài. Một cái cô gái cả một cái tuổi trẻ chỉ dành cho việc học, xong rồi bây giờ là dành cho công việc. Chứ bạn chưa có, tức là bạn chưa biết cách để khám phá thế giới bên ngoài. Cho nên là bắt buộc là em phải chân thành. Khó tìm gì lắm em? Khó lắm. Bây giờ mà có được cái cô gái này là hơi bị hiếm đó. Hiếm không? Dạ hiếm. Lo cực kỳ quá. Lo cực kỳ hả? Lo gì? Giả sử, nhưng mà giả sử như hằng là lâu lâu không có nhà chẳng hạn, có một số việc nhà bạn đấy phải tự lo chứ, đúng không? Chứ bây giờ thật thì đúng rồi, thì em cũng lo, không ở lo chỗ được là mà. Thì ý em có nói là lo ở chỗ lỡ mà em không có ở nhà thì ai lo cho bạn đó, thì bạn ấy vẫn lo được mà. Tức là vẫn, chỉ có điều là bạn ấy không biết yêu ngoài cuộc sống màu sắc thế nào, điều đó mới thú vị. Em đưa đến đâu là bạn ấy hạnh phúc đến đó, nó giống như tờ giấy trắng thôi. Còn nếu một cái tờ giấy mà vẽ quá nhiều cái điều lên đó, em phải bôi lại, em sửa lại từ đầu, rất là khó. Cụ thể là như vậy, coi như vậy suốt một tuần vậy đó hả? Dạ, là từ thứ hai tới thứ bảy luôn, là em dạy mọi chủ nhật. Dạ. À, trung tâm thì mình muốn dạy dạy không dạy thôi. Là sếp đuổi gì đó không? Đó, người ta mặn mà vậy mà kêu người ta nhạt. Thật ra nếu họ kết hợp nhau, hai bạn nói chuyện có duyên lắm á. Nhà em ở đâu chị quên rồi? Dạ em ở Hóc Môn, mà ngay cái khúc Bến Xe. Thôi xa quá. Bến Xe An Sương. Xa quá. Không xa lắm đâu. Không có. Mình có một bà chị ở ngoài Hóc Môn luôn. Hay thật. Rồi, ok. Thôi nè, bây giờ hai bạn dành thời gian cho hai bạn á, em biểu diễn một cái bài để thể hiện được cái sự dịu dàng ở trong cái bài khiêu vũ của em. Bây giờ thử mở nhạc rumba cho hai bạn ấy nhảy thử chút xíu nào. Chào chị thua chị ơi. Đứng dậy lắc lắc. Không làm nữa tôi không gả. Đứng lên. Bây giờ bạn bỏ tay lên đây, chưa? Tay kia tệ để lên đây. Rồi. Khiêu vũ nhẹ nhàng lên, có nhạc lên nào. Này, đi nổi này, đi quay. Rồi xoay. Rồi, đi qua hai bước này. Rồi. Làm như vậy chứ chị MC đâu. Không phải sao. Tạo điều kiện cho hai người giao lưu cảm xúc với nhau. Mệt quá, tôi tạo điều kiện cho hai người mà tôi mệt quá. Ngại lắm. Có cảm xúc gì không? Dạ có chút. Còn Trúc thấy sao? Thật sự là chút luôn. Có chút luôn hả? Nào các bạn để tay nút bấm đi. Có phải đây là một nửa cần tìm hay không? Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Nếu không, khỏi bấm. 1 2 3 Hết thời gian.